Phan ơi, còn nhớ Lãnh Thanh đã nói gì không? Vì thế xin đường đẩy thuyền cho Nam Em và Hoàng Huy nhé. Thời gian này thì chúng ta, những ai yêu mến và theo dõi Nam Em, sẽ biết rằng Nam Em và Hoàng Huy, tình bạn hơn một thập kỷ, thời gian này đang tương tác với nhau trên trang cá nhân. Họ cùng học ở trường cấp 3 tại quê nhà Tiền Giang. Cả hai một thời là cây văn nghệ của trường. Và khi Nam Em vừa trải qua cuộc tình buồn với Lãnh Thanh, thì việc Hoàng Huy xuất hiện lúc này đã khiến cho fan rất vui mừng, vì Hoa Khôi có một tình bạn đẹp, có người chia sẻ và đồng hành trên con đường nghệ thuật. Và thực tế, Hoàng Huy là đạo diễn trẻ. Nam Em và Hoàng Huy cũng đang hợp tác trong một dự án mới. Còn nhớ khi Nam Em lần đầu đăng tải tấm ảnh thân thiết bên Hoàng Huy, thì fan vui mừng và thích thú vì đã nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ của thần tượng. Mọi người lập tức tìm ra được danh tánh của anh chàng ấy là Hoàng Huy. Được biết giữa họ là tình bạn thời cấp 3. Và sau đó là một vài clip cả hai hát tại mái trường xưa đã được đăng tải lên. Fan vô cùng thích thú khi nhìn thấy những hình ảnh thở ô mai của bạn đôi Thanh Mai Trúc Mã. Fan là thế, khi thần tượng vui thì fan sẽ vui theo. Mà hễ thần tượng buồn, fan cũng buồn thúi ruột theo luôn nè. Vì vậy, đột nhiên xuất hiện một chàng sói ca ở bên cạnh Nam Em, fan đương nhiên sẽ quan tâm đến người đó, chàng đạo diễn Hoàng Huy. Ngay sau đó, Hoàng Huy cũng có sự tương tác với Nam Em trên trang cá nhân của mình. Anh đăng tải hình ảnh Nam Em đang ngồi thả hồn thư thái bên cạnh dòng sông với dòng chữ bình yên. Vậy là fan và khán giả cũng hăng say để lại bình luận, mà có lẽ khi nghe những bình luận ấy, ai cũng biết rằng đó là fan của Hoa Khôi. Đẹp quá, mong Nam Em luôn bình yên và cười như thế nhé. Thấy Nam Em vui vẻ là mừng rồi. Chị mãi mãi yêu thương Nam Em, cố lên, mạnh mẽ, giữ gìn sức khỏe em nhé. Thương bé nhất, mong em lúc nào cũng bình yên nha. Qua hết phong ba bão táp rồi, giờ là đứng lên thành công. Và hầu hết các bình luận ở trên trang của Hoàng Huy mà toàn chỉ quan tâm đến nhân vật trong tấm ảnh Nam Em mà thôi. Và đến 2 ngày sau đó, Hoàng Huy cũng đăng tải trạng thái thương em, cùng với đó là ảnh chụp sau lưng một cô gái. Hình ảnh này quá quen thuộc, không khó để các fan nhận ra cô gái ấy là ai. Chính là Hoa Khôi Nam Em nhà ta. Và cái từ thương em ở đây chắc chắn sẽ không có ít fan nghĩ rằng Hoàng Huy đang có sự quan tâm đặc biệt đến Nam Em, sẽ đặt hy vọng Nam Em và Hoàng Huy sẽ có một tiến triển nào đó trên tình bạn. Và lại một lần nữa, dưới dòng tâm trạng này toàn là những bình luận liên quan đến Nam Em mà thôi, mặc dù đây lại là trang cá nhân của Hoàng Huy. Chúng ta hãy lắng nghe một vài bình luận nhé. Chị cảm ơn em đã quan tâm Nam Em, thật là người bạn thân tri kỷ. Hãy giúp đỡ cho em ấy và động viên em ấy để em ấy vượt qua tất cả, để bước tiếp trên con đường mà em ấy đã từng mơ ước. Một lần nữa, chị và mọi người cảm ơn một người bạn tốt. Chị và mọi người luôn yêu thương Nam Em và yêu thương cả em. Chị chúc cho em thật nhiều may mắn và thành công tốt đẹp sẽ đến với em. Chị hy vọng em là chàng trai tốt và có tấm lòng bao dung, sẽ nâng đỡ giúp cho Nam Em trong giai đoạn này. Sao mà ấm áp quá vậy, hai con người này thật là thiện lành. Xem lại hồi xưa hai em có tình bạn dễ thương quá. Thương lắm nha Hoàng Huy, lúc nào chị cũng luôn đứng phía sau để ủng hộ sự nghiệp của hai em. Bắt đầu thích cậu rồi đấy, hy vọng mọi thứ tốt đẹp. Hãy thương cô bé như tôi thương cô bé, vì cô bé đáng được nhiều hơn thế nữa, tôi tin bạn. Chị là con gái mà nhìn thấy bé ấy chị thương rất nhiều. Người đâu mà hiền lành, lương thiện, thật thà đến lạ. Chị rất rất trân trọng chữ thương của một người bạn lâu năm mà em đã dành cho bé. Hoàng Huy à, giữa thời điểm hiện tại, cô gái ấy rất cần tất cả chúng ta yêu thương, bảo vệ, cổ vũ, động viên tinh thần. Chị cảm ơn em nhiều nha anh chàng trai tốt bụng. Vì em thương bé nên chị cũng thương quý em. Cảm động quá, chữ thương nặng hơn cái chữ yêu rất rất nhiều. Đã thương thì thương cho trọn vẹn nha. Chúc tình bạn của hai em mãi trường tồn. Cảm ơn em, Hoàng Huy.
Bé nam em, đạo đức, thánh thiện hiền lành, giúp đỡ nhiều người và có tấm lòng nhân ái, gọi là tiên nữ giáng trần, nên được nhiều người yêu thương. Chỉ có những người ghen tị không bằng nam em nên đặt điều nói những lời độc ác quá đáng. Ông trời có mắt mà. Cố lên nam em nhé, em hãy giữ gìn sức khỏe và tham gia nhiều chương trình nữa nhé. Lắng nghe một vài bình luận từ fan, chúng ta biết rằng fan yêu mến và quan tâm đến nam em. Vì vậy, khi Hoàng Huy xuất hiện, mọi người vui mừng và gửi gắm những lời cảm ơn đến anh ấy vì đã mang đến niềm vui cho nam em, thì việc đó tốt chứ chẳng có gì sai cả. Nhưng mà fan yêu mến à, các bạn còn nhớ những gì mà Lãnh Thanh đã nói hay không? Anh ấy đã từng bảo là do fan tích cực đẩy thuyền nên chuyện của Lãnh Thanh và nam em hẹn hò nó lại đi quá xa so với thực tế. Nên fan nhà ta ơi, chúng ta nếu yêu mến nam em thì đừng đi vào cái vết xe lần trước nữa. Đừng vui mừng rồi gán ghép hay suy diễn mà giữa họ tình bạn hay tình gì đi nữa. Chúng ta có thể thảo luận ở trên trang cá nhân của Hoa Khôi nam em, kiểu như đóng cửa mà bảo nhau, chứ đừng có sang nhà người khác bình luận toàn là cho nam em. Điều này có thể ảnh hưởng đến Hoàng Huy, khiến cho anh ấy e dè. Và chúng ta lại vô tình cũng làm ảnh hưởng đến nam em mọi người nhé. Thực tế thì admin của các fan club nam em đã lên tiếng để khán giả và các fan hiểu được điều này. Đừng để mọi chuyện đi xa như trước nữa. Cụ thể admin viết: mọi người ơi, mọi người qua nhà của Hoàng Huy thì thả tim hoặc là bình luận vui vui thôi. Đừng có nhắc tới nam em, đừng có suy diễn hay nhờ vả hy vọng Hoàng sẽ đem hạnh phúc cho nam em các kiểu nha mọi người. Rút kinh nghiệm đợt một mọi người nha. Giữ giá cho nam em và tôn trọng quyền riêng tư của Huy nè mọi người à. Khi nào mà một trong hai chưa lên tiếng xác nhận yêu nhau thì họ chỉ là bạn, là tri kỷ mà thôi mọi người nha. Đừng có áp lực cho Huy và giữ hình ảnh đẹp cho fan cỏ bốn lá chúng ta mọi người nha. Đồng cảm với admin, một vài bạn cũng đã để lại ý kiến tương tự. Đúng rồi, nếu yêu quý thì chỉ thả like, tim, đừng có comment nhiều quá, ủng hộ nam em tập trung trong công việc. Người đàn ông đủ yêu thương, đủ bản lĩnh sẽ đến mà thôi. Fan đừng có đi xa quá, rút kinh nghiệm, đừng làm mất giá nữ hoàng nhà mình. Ai cũng nghĩ như tụi mình thì tốt rồi. Nam em còn quá trẻ, sự nghiệp còn ở trước mắt. Em ấy là hoa hậu, mà trời ơi cái gì mà mọi người cứ xe duyên. Mình chỉ mong bạn Huy sẽ truyền năng lượng tích cực cho em ấy. Đời sẽ dịu dàng biết mấy khi chúng ta biết đặt mình ở vị trí của nhau. Thật, nhiều lúc đọc mà thấy chán luôn. Biết là mọi người đều muốn tốt cho nam em, nhưng hễ cứ chụp hay đăng cái gì tí lên liên quan đến ai đó là lại thi nhau vào gán ghép và đẩy thuyền. Cuối cùng thì chẳng biết mọi người coi nam em là cái gì nữa. Em cứ nghĩ nên like hay thả tim thôi là được rồi. Mấy cô cứ dặn dò là thả hình rồi vào trang cá nhân của người ta. Mình là người lạ không quen biết thì cũng không nên comment quá nhiều. Người ta còn đồng nghiệp, còn bạn bè, còn đối tác nữa. Cứ thả trăm cái comment, nhìn phát ngán giùm luôn á. Không hiểu sao mọi người lại làm như vậy nữa. Nam em có nói cái gì đâu. Làm như vậy mai mốt ai mà dám hợp tác với nam em nữa. Rồi lại mang tiếng đâu phải là fan không đâu, mà là nam em cũng ảnh hưởng nữa chứ. Hình tượng của nam em sắp bị mấy người đó phá bỏ mà mọi người ở trong đây đã kỳ vọng xây dựng rồi đó. Ý kiến riêng mong mọi người tham khảo nha. Sắp tới chị nghe nói nam em chuẩn bị đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ phải không nào? Mình nên làm liền, đăng lên cái mấy nhóm khác luôn đi, để không thôi là ảnh hưởng đến hình ảnh của nam em đó. Không hiểu sao nhiều người cứ thấy nam em thân với ai là lại đi nhắn nhủ nâng đỡ nhờ vả giúp đỡ. Làm quá lên như vậy người ta cũng thấy khó chịu, rồi người khác sẽ nhìn nam em như thế nào? Khi nào bạn ấy cần sự giúp đỡ, bạn ấy khắc tự nói ra. Việc của nam em thì nam em tự giải quyết, còn việc của fan chúng ta là theo dõi, ủng hộ cho cô ấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau cài view cho nam em đi nào mọi người ơi. Sau khi lắng nghe video thì bạn nghĩ như thế nào? Nếu bạn có ý kiến xin hãy để dưới phần bình luận của video nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.